Người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp xã hội. Đây là một trong những mục tiêu của đề án đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Mục tiêu trong suốt quá trình triển khai của đề án là 100% đối tượng gặp khó khăn đột xuất sẽ được trợ giúp kịp thời. Cụ thể, từ nay đến năm 2020, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có lương hưu và trợ cấp của nhà nước, sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số sẽ được hưởng trợ cấp xã hội. Đề án cũng đặt ra mục tiêu từ năm 2017 đến năm 2020 là 50% người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp với nhu cầu, trong đó tối thiểu 10% đối tượng được cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện. Đến năm 2030, tất cả người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của nhà nước, trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hưởng trợ cấp xã hội. Mức trợ cấp xã hội điều chỉnh phù hợp với khả năng ngân sách và xu hướng quốc tế.